Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020 theo âm lịch là ngày mùng 7 tháng 6 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Tân Mùi tháng Quý Mùi năm Canh Tý các bạn nhé. Hôm nay là ngày Hắc Đạo và giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết của ngày thứ hai 27 tháng 7 năm 2020 như sau các bạn nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020 thứ hai của bạn tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Tý bắt đầu một ngày mới với cái sự thoải mái, vô tư và tinh thần rất chi là phấn chấn, sáng suốt trong công việc bạn tuổi Tý nhá. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ nữa đoạn. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, tâm trạng của bạn vô cùng tốt đẹp. Điều này chính là động lực giúp cho bản mệnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao, dù có gặp phải khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thử thách như thế nào đi nữa. Và bạn tuổi Tý dù được giao thiêu nhiều việc, bạn vẫn vui vẻ, làm mà không hề phàn nàn hay là kêu ca cái điều gì. Bởi bạn tuổi Tý biết đó là cái cơ hội để bạn cải thiện cái nguồn thu nhập của mình được tốt hơn đó bạn tuổi Tý nhá. Nhưng ạ, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành Tý Mùi tương hại. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn đang bị ảnh hưởng ít nhiều bạn tuổi Tý nhá. Ngày này với bạn tuổi Tý, khi cảm xúc của bạn một ngày càng nồng nhiệt hơn thì người ấy lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người đâu đó. Và bản mệnh tuổi Tý, bạn nên chủ động trò chuyện nhiều hơn để có thể cải thiện cái tình trạng tình cảm của mình được tốt hơn bạn tuổi Tý nhá. Về giờ tốt của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, từ 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020 thứ hai của bạn tuổi Sửu. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Sửu đang có cái điểm báo phải đối mặt với không ít những cái trở ngại, chông gai. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng đừng có tin tưởng ai khác, hãy tin tưởng vào cái năng lực của bản thân mình bạn tuổi Sửu nhé. Bạn tuổi Sửu, bản mệnh có được cái sự dứt khoát và quyết đoán hơn trong các quyết định của mình. Cho dù không có ai giúp đỡ bạn, sự nghiệp của bạn cần phải có cái sự quyết tâm, phấn đấu không ngừng nghỉ thì mới mong muốn sự nghiệp của mình được phát triển tốt đẹp hơn bạn tuổi Sửu nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn không nên thiếu đi cái sự kiên nhẫn cần thiết trong công việc. Bạn cần tập trung vào công việc của mình đang thực hiện dở dang, bởi cái thời gian này không hợp lệ để bạn bắt đầu kế hoạch hay là công việc mới nhé. Bạn tuổi Sửu trong ngày này hãy hoàn thành tốt những gì mà mình đang làm, vì đó là cách duy nhất giúp cho bạn xây dựng lòng tin với mọi người đó. Và bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tuy nhiên bản mệnh cũng đang có cái điểm báo có cái sự phát sinh một vài cái bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Mọi người đều có một cách nhìn khác nhau, chính vì thế mà đôi bên cần phải học cách lắng nghe tích cực nhiều hơn, biết đâu có thể cùng nhau tìm ra ý tưởng tuyệt vời nhất, chứ đừng làm quá mọi việc lên bạn tuổi Sửu nhé. Giờ tốt của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này là
từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang nhận được quý nhân giúp đỡ. Cái điều này làm cho bạn có được nhiều cái vận may về tiền bạc, và bạn tuổi Dần trong ngày này bạn kiếm tiền dễ hơn, nhanh chóng hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn, cái nguồn tài lộc của bạn cũng được vượng phát nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn mệnh nhận thấy những cái cơ hội tốt thì cần phải cố gắng đầu tư thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, chứ đừng có vội vàng bỏ qua bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên tránh cái việc chi tiêu hoang phí, cần phải tích lũy nhiều hơn để đề phòng trong những cái trường hợp cấp bách thì vẫn có thể xoay sở được bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, trước khi đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề ngân sách của mình, thì bạn cần phải suy xét kỹ càng để tránh những cái sai lầm đáng tiếc xảy ra, không có thể cứu vớt được bạn tuổi Dần nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn mệnh nên lưu tâm tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Cái thời tiết thay đổi thất thường cũng là nguyên nhân làm cho bạn dễ mắc bệnh hơn. Vì vậy, bạn đừng có gượng ép bản thân mình làm việc quá sức, mà cần nên sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý, ăn uống khoa học, giúp cho bạn cũng cần phải hết sức cẩn trọng những cái chuyến xe đi, xe cổ, va chạm, đi lại bạn tuổi Dần nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này là số 5, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Mão đang được quý nhân che chở, nên bạn cũng không ngạc nhiên cho lắm khi bạn nhận được một cái khoản tiền, thậm chí là trúng thưởng trong các trò chơi may rủi. Cái nguồn tài lộc của bạn không ngừng kéo đến, khiến cho bạn mệnh không còn phải lo lắng hay muộn phiền gì về cái vấn đề tài chính nữa bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, bạn cũng không nên quá phải cẩn thận trước khi đưa ra những cái quyết định liên quan tới cái vấn đề tiền bạc trong ngày này. Có thể những lợi ích tươi đẹp mà bạn tuổi Mão nhìn thấy trước mắt lại là tiềm ẩn những cái rắc rối không lường trước được. Đó là làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng bạn tuổi Mão nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, cái vận trình tình cảm của bạn cũng đang có được cái báo hiệu tốt đẹp nhất. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có thể sang một cái giai đoạn mới. Những người yêu nhau thì có thể tính đến cái chuyện cưới hỏi. Còn đối với những bạn còn độc thân thì có thể tính đến một bước ngoặt mới để yêu đương, êm đẹp, hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra với bạn tuổi Mão về cái chuyện tình cảm rất chi là suôn sẻ, ngọt ngào, không gặp những cái trở ngại nào cả bạn tuổi Mão nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này là từ 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn có thể dành thời gian để phát triển sự nghiệp của mình, vì cái vận trình của bạn trong ngày này đang được khai sáng nhé. Sự thật là bạn tuổi Thìn trong ngày này không có được kết quả tốt như hiện tại nếu như không có cái sự nỗ lực của bản thân, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ, nhưng cũng không thể phủ nhận những cái cố gắng và nỗ lực hết mình của bạn sẽ không có thành tựu đâu đoạn. Và bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này nhận xét với bạn tuổi Thìn còn khá chi là an toàn,
không tự lực nhiều mà dựa dẫm nhiều vào người khác đó bạn tự thìn nhá. Bạn cần phải phát đi huy cái ưu điểm của mình, cần phải năng động, chủ động hơn trong công việc. Và bạn cũng đừng có bận tâm tới những cái lời nói của đối phương và không để cái điều đó làm ảnh hưởng tới tinh thần của mình. Chỉ có bản mệnh mới tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân vào lúc này đó bạn tuổi Thìn nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, cái con đường tình duyên của bạn lại đang có cái điềm báo khá chi là lận đận, trắc trở, và bạn cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để thoát khỏi cái tình trạng này. Mặc dù có người mình thầm thương trộm nhớ, nhưng mọi thứ không được như mong muốn. Còn các cặp đôi đã bắt đầu nhìn thấy cái sự khác biệt trong tính cách của đối phương, dẫn đến bất đồng và có cái sự tranh cãi nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Thìn trong ngày, từ 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phụ trợ tuổi Thân, tuổi Tuất. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, chua chúng ta thấy rằng là trong ngày này, bạn tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn đang có được cái sự thúc đẩy tiến xa hơn cho cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng nhờ dựa vào cái sự giúp đỡ của người khác quá nhiều bạn tuổi Tỵ nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn cũng nên biết tự lực cánh sinh, thì dù thế nào cũng là cái nhiệm vụ và thử thách của bạn mệnh, phải đối diện với nó độ. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, đôi khi những người thành công chỉ khác ở những cái điều đơn giản mà họ dám vượt qua các rào cản, những giới hạn, những quy tắc và đạt được cái mục tiêu đã đề ra nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn dám mạnh dạn bước qua rào cản sẽ cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình và cũng là cái động lực để cho bạn phấn đấu nhiều hơn, cái con đường tương lai tươi sáng hơn với bạn nhé. Và cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, cái mối quan hệ tình cảm của bạn khá chi là hài hòa khi những cái sự mâu thuẫn, hiểu lầm cũng đã được hóa giải. Bản mệnh tận hưởng được những cái giây phút ấm êm, vui vẻ, hạnh phúc bên nửa kia của mình rồi đúng không? Bạn tuổi Tỵ dường như tình yêu của hai người sau bao giông gió của cuộc đời cũng đã trở nên vững vàng, ấm êm hơn nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Tỵ trong ngày, từ 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, chua chúng ta thấy rằng là trong cái ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có được cái báo hiệu, cái con đường tài lộc của bạn đang được vượng sắc, tài lộc thì được dồi dào, cũng nhờ cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn gặp nhiều thuận lợi, buôn may, bán đắt hàng. Trong công việc, bạn tuổi Ngọ cũng tìm được đối tác đáng tin cậy, phát huy được tối đa khả năng của bản thân mình để giành được những cái hợp đồng lớn, những cái thành tựu, những cái kết quả xứng đáng với mình bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, nhờ đó mà bạn có được cái lợi nhuận thu về không nhỏ, việc chi tiêu của bạn cũng không còn trở ngại, cũng không là cái nỗi lo lắng của bạn mệnh như trước nữa. Sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ đang tiến triển rất chi là tốt. Bạn mệnh được đánh giá khá chi là cao với cái khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý tình huống khéo léo. Thành công sẽ đến với bạn trong tương lai gần nhé bạn tuổi Ngọ nhé. Bạn tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc là cái điều vô cùng tốt. Xong, bạn mệnh cũng nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn. Cuối ngày này, bạn cũng dành thời gian, đây là cái thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn bằng việc vận động, chơi thể thao, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng giúp cho bạn giải tỏa bớt căng thẳng, áp lực trong cuộc sống bạn tuổi Ngọ nhé. Giờ tốt của bạn tuổi Ngọ trong ngày, từ 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần.
Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, con đường công danh, sự nghiệp của bạn khá chi là suôn sẻ, thuận lợi. Và bạn tuổi Mùi ạ, sự chăm chỉ và nhiệt huyết của bạn khi làm việc đã mang lại thành quả đáng kể. Có một vài lời mời hợp tác mang lại đến cái khả năng mở rộng phát triển công việc trong tương lai cho bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi ạ, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ tốt đẹp này để tăng thêm thu nhập cho bản thân mình, cho gia đình, để có được cái sự chi tiêu thoải mái hơn bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi ạ, hạnh phúc không ở đâu xa mà chính là những cái việc làm đơn giản như là học hỏi thêm một điều gì đó mới mỗi ngày là một việc tốt. Bạn tuổi Mùi sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn và có nhiều động lực hơn cho mình, ngay cả khi đứng trước những cái khó khăn vẫn giữ được những cái suy nghĩ tích cực cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, đây là cái thời điểm thích hợp để cho bạn kết giao, làm quen với những người bạn mới. Đây là những người có thể sẽ giúp cho bạn nhiều hơn trong cuộc sống về sau này. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn hơn, trò chuyện với nhau thú vị sẽ giúp cho bạn tinh thần được thoải mái hơn bạn tuổi Mùi nhé. Vài giờ tốt của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo gặp chút khó khăn trong cái vấn đề về giao tiếp. Có thể là bạn mệnh núi chưa nói chưa được rõ ràng, hoặc là đối phương không hiểu ý, cho nên cái việc truyền đạt ý tưởng của bạn khá chi là vất vả nhé. Và ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như cái vấn đề của bạn, bạn cần phải đơn giản hóa mọi vấn đề hơn, bởi sự phức tạp chỉ là mọi thứ làm rối ren hơn mà thôi với bạn bạn tuổi Thân nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, cái mối quan hệ tình cảm đang có cái điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có nhiều xung đột và bất đồng xảy ra với bạn. Bạn tuổi Thân, bạn và người ấy vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết để cải thiện, làm cho bạn và người ấy không được thoải mái. Chỉ vì còn yêu thương nên tạm bỏ qua cho nhau mà thôi đó bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân ạ, nhưng bạn chỉ đến khi đôi bên cùng ngồi lại chia sẻ và lắng nghe đối phương thì tình hình mới chuyển biến theo cái chiều hướng tức tốt đẹp, tích cực hơn với bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân nếu không còn lo lắng về cái vấn đề về tiền bạc quá nhiều thì bạn cũng đừng vì thế mà trở nên lười biếng. Bạn cần phải chủ động tìm kiếm những cái cơ hội thử thách với bản thân mình, trải nghiệm những cái mới mẻ khác, để ngay cả khi không có tiền bạc như hiện tại thì cũng đều có cái thể giải quyết được bạn tuổi Thân nhé. Giờ tốt của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Dậu. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn nên thận trọng trước mọi cái hành động và quyết định của mình nhé. Vào ngày thứ hai với bạn tuổi Dậu, đây cũng không phải là cái thời điểm thuận lợi để cho bạn tiến hành những cái kế hoạch hay là công việc mới. Những sơ hở, sai sót mà bạn tuổi Dậu đã gặp phải đang tạo ra sẽ là những cái cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng và hãm hại bạn đó. Ngày này á, các mối quan hệ của bạn tuổi Dậu không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Vì vậy, bạn mệnh nên biết chọn lọc đối tượng phù hợp và tập trung vào đó, đừng mất thời gian cho những người làm ảnh hưởng tiêu cực tới cái cuộc sống của mình bạn tuổi Dậu nhé.
Hơn thế nữa, bạn tuổi Dậu cũng phải vất vả và mất nhiều thời gian để giải quyết những cái hậu quả của nó nữa đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, bù lại cái vận trình của bạn trong ngày thì con đường tình duyên của bạn vẫn được êm đẹp, và bạn tuổi Dậu, bạn và người ấy có những cái giây phút ngọt ngào bên nhau, gạt bỏ những cái nỗi lo lắng, bận tâm khác sang một bên mà tận hưởng những cái điều hạnh phúc hiện tại bạn tuổi Dậu nhé. Sự tin tưởng và yêu thương giúp cho tình cảm của bạn được thăng hoa, nghĩ về tương lai tươi sáng ở phía trước nữa đó. Giờ tốt của bạn tuổi Dậu trong ngày từ 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình công danh của bạn tuổi Tuất trong ngày này, công danh sự nghiệp của bạn đang được quý nhân nâng đỡ. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên biết rằng năng lực chỉ là một phần mà thôi, đôi khi vẫn cần có những cái sự hỗ trợ từ người khác nữa bạn nhé. Thái độ tự mãn, kiêu căng có thể khiến cho bản mệnh gặp nhiều rối ren trong công việc, và bạn cần hãy tích cực hỏi hỏi han thêm ý kiến của người khác, khiêm nhường hơn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn đủ khôn ngoan để biết phát huy tối đa sức mạnh tập thể mà mình đang còn thì kết quả mang lại cho bạn những điều bất ngờ tốt đẹp hơn đó. Bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải cẩn thận, kẻo có kẻ tiểu nhân hãm hại mang đến cho bạn nhiều cái chuyện xui xẻo, làm gì cũng cần phải thận trọng, chớ nên vội vàng mà hỏng việc bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tuất đó, bạn đang cũng có cái điềm báo ảnh hưởng bởi cục diện tương phá, cho thấy bản mệnh đang vô tình làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói và hành động vô tâm của mình. Nếu không nhận ra sớm cái thái độ cư xử không đúng này thì bản mệnh tuổi Tuất sẽ đánh mất đi rất nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mà mình đang có đó bạn tuổi Tuất nhé. Giờ tốt của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này là từ 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi ngày 27 tháng 7 năm 2020, thứ hai của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày thứ hai này, cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang có được quý nhân nâng đỡ, thêu đuổi và giúp cho sự nghiệp của bạn có được cái sự thăng tiến nhá. Và bạn tuổi Hợi, nếu như bạn cứ giữ mãi cái tâm trạng lơ lửng, thiếu tập trung, rất có thể sẽ phải trả giá bằng những cái sai lầm. Bản mệnh cần phải chăm chỉ, chủ động và làm việc thì mới có cái thái độ tích cực hơn được đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, cái mối quan hệ của bản mệnh với người ấy cũng rất chi là êm đẹp. Bạn hãy dành thời gian nhiều hơn bên đối phương sẽ giúp cho cái mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Về tình cảm gia đình của bạn cũng có những bước tiến mới, các thành viên có được cái sự hòa hợp, thuận lợi, không còn cái khoảng cách bất đồng nhiều như trước đây nữa. Còn về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tình hình sức khỏe của bạn ở mức tạm ổn, không còn nhiều cái chuyển biến, và bạn tuổi Hợi á, bạn cần phải bồi dưỡng cho bản thân mình nhiều hơn, xây dựng cái chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh hơn với bản thân mình. Bên cạnh đó, bạn tuổi Hợi, bạn cũng cần phải hạn chế thức khuya và căng thẳng, bởi cái điều đó cũng tác động không tốt đến cái sức khỏe cơ thể của bạn đâu đó bạn nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này là từ 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc.